Xin chào các bạn. Theo yêu cầu và một của một cái em khách ở trên kênh YouTube, và em ở trong Sài Gòn, em có gọi điện và nhờ mình phân biệt rõ cho hai loại cây dương sỉ và cây rau dớn. Và đây là vườn cây dương sỉ đó các bạn ạ. Cây dương sỉ này để mà nói á, thì thoạt nhìn thì nó rất là giống cây rau dớn. Nhưng mà các bạn ạ, cái lá dương sỉ thì nó khô. Đấy, nó cũng có cái ngọn quăn quăn giống cây rau dớn. Đây các bạn này, nếu như hái này, em nó bảo, chị ơi, em hái cái cây này rất là giòn. Đấy, ngọn nó rất là giòn. Đây các bạn, nếu nhìn thoáng qua, ai chả bảo là cây rau dớn. Giống lắm các bạn ơi. Giống cực kỳ là giống luôn. Mà cái loại này nó lên thì phá không được, triệt không được các bạn ạ. Đây, nếu như là rau dớn thì các bạn cứ hái những cái ngọn non này là các bạn ăn nha. Đúng không ạ? Nhưng cây rau dớn nó khác hoàn toàn. Các bạn nhá, mình sẽ bới cho các bạn xem ở dưới gốc của nó này. Đây này. Đây cây rau dương sỉ các bạn nhìn này. Đấy. Nó lên hàng tràn lan cả bãi dày. Riêng cái cây này nó mà đã mọc lên á thì không có một cái loại cỏ gì mọc được chen chúc với nó. Ở đây mình sẽ lấy một cây cành già để mình bì với cái cho các bạn xem, cùng cái bạn cho em trai xem nhá. Đây là cành dương sỉ này. Đấy. Và tiếp tục mình đi mình tìm bãi rau dớn nhá, để mình quay cho các bạn trên kênh YouTube. Tất cả các bạn xem trên YouTube nói chung. Và em anh cũng chưa biết tên em là gì nữa. Cứ chị em là hai chị em tâm sự ha. Một ngày tâm sự biết bao lần, nhưng mà chính thức ra em thì biết là gọi là chị Dung ơi, nhưng mà chị cũng chưa biết tên em là gì, bởi vì tên em là đặt là không đúng với tên, nick của em đặt không đúng với tên của em. Và các bạn ơi, đây là cây rau dớn nhé các bạn nhé. Đấy, mình bì này. Đây ngọn rau dớn này. Ngọn rau dớn với lại ngọn cây dương sỉ. Đấy. Đây là ngọn rau dớn và đây là ngọn dương sỉ các bạn này. Đó. Và đây là lá dương sỉ và đây là lá rau dớn. Các bạn nhìn có khác nhau không? Đó. Bạn nhìn này. Đây, đây là dương sỉ và đây là rau dớn này. Đó. Khác nhau hoàn toàn nhé các bạn nhé. Hai lá cây dương sỉ. Lá rau dớn thì nó mọc so le như thế này. Còn lá cây dương sỉ thì nó chỉ mọc cành như thế này thôi các bạn nhé. Đó. Khác nhau hoàn toàn. Nếu như bạn nào mà không biết cây rau dớn và không biết phân biệt cây rau dớn và cây dương sỉ ra làm sao, thì qua video này các bạn chỉ cần nhìn như thế này là các bạn biết đâu là cây rau dớn và đâu là cây dương sỉ. Các bạn nhé. Đây, cây dương sỉ lá đơn, răng cưa. Nhưng cây rau dớn thì lá kép. Đó, mình quay cận cảnh. Và ngọn của cây rau dớn. Đây mình hái thêm một số ngọn nữa này. Đấy. Để chung để lẫn như thế này các bạn cũng có thể phát hiện được này. Cây dương sỉ thì ngọn của nó có màu nâu nâu hơn một chút. Còn cây rau dớn thì nó có màu xanh hơn một chút. Đây các bạn nhé. Đó. Bởi vì mình đi ra đồi, ra ruộng các bạn ạ. Đây là cánh đồng. Nên là mình không mang chân quay được. Thì mình phải một tay cầm điện thoại và một tay quay. Đấy. Khi cái búp của nó còn non non ấy thì nhìn cũng giống nhau thật. Nhưng mà các bạn hãy nhìn cái lá. Một bên là lá đơn và một bên là lá kép các bạn nhé. Khác nhau hoàn toàn. Lá già này thì nó mới dễ này. Dễ phát hiện này. Một bên lá đơn và một bên là lá kép các bạn ạ. Đó, đây là rau dớn này. Còn đây là dương sỉ này. Rõ chưa ạ? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như bạn nào mà chưa hiểu về cây rau dớn, chưa phân biệt được cây dương sỉ, thì mong các bạn hãy xem cái video này và các bạn phân biệt nhé. Cây dương sỉ để mà nói thì mình là người thì mình không biết là có ai ăn hay không.
Nhưng mà mình thấy là trâu bò ăn thì không làm sao các bạn ạ. Còn cái cây rau dớn này á thì hái ngọn này để ăn này. Thế xong rồi cái lá già của nó đun lên để uống nước chữa bệnh xương khớp này. Và cái gốc của nó là người ta đun lên để người ta ngâm chữa bệnh trĩ các bạn ạ. Đấy. Cái rau này thì có nhiều cách ăn lắm. Thứ nhất là các bạn cứ thế này về, các bạn phơi tái tái đi. Các bạn xào này, các bạn luộc này, các bạn xào chay cũng được. Xào với thịt trâu, thịt bò, thịt lợn thì càng ngon. Thế xong rồi các bạn có cách là làm nộm. Đấy, các bạn muối chua. Nhiều cách chế biến ăn lắm các bạn ạ. Rất là ngon. Mà rất là tốt cho sức khỏe. Cái này là thuộc hệ là vườn rau cây thuốc các bạn ạ. Chỗ mình nó gọi là đặc sản. Đặc sản rau rừng. Thế nhưng mà để mà nói trồng cái cây này thì không ai trồng các bạn ạ. Không ai trồng bởi vì lý do tại sao thì mình không biết. Thế nhưng mà đây là nó mọc hoang thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng mới có một búi ở ven ruộng thôi các bạn ạ. Và theo em thì cũng bảo chị ơi tới đây là em sẽ hướng dẫn chị. Chị sẽ trồng một cái vùng nguyên liệu cây này cho em. Riêng đầu ra thì em sẽ bao cho chị. Chỉ sợ không có thôi, chứ còn nếu mà có là đầu ra thì chị yên tâm. Cái này thuộc hệ là đặc sản rồi. Về Hà Nội là 200.000 một đĩa. Nếu mà ai mà ăn miếng to to thì chỉ được mấy cái gắp thôi các bạn ạ. Đấy. Xào mấy lại thịt trâu, thịt bò rất là ngon. Nhưng mình là mình mang về mình luộc. Ăn cái này thì nó hơi nhớt nhớt các bạn ạ. Đó. Và một lần nữa các bạn hãy theo dõi cho mình nhé. Đó. Thật kỹ. Và đây là nấm rau ngọn non này. Đấy, nấm dương xỉ là mình đã bỏ đi rồi. Còn đây là nguyên một nấm của cây rau dớn. Rau dớn nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.